Hello các bạn, cảm ơn các bạn đã lựa chọn cái video này để xem trong hàng ngàn các video ngoài kia nha. Mình mới bắt đầu làm YouTube channel vào khoảng tháng 5 năm 2020, hồi lúc mà COVID-19 ở nhà không có đi làm. Nên mình bắt đầu làm YouTube nói về cuộc sống ở Mỹ, đi du lịch, rồi đi chơi, đi ăn uống. Và đây là bức tranh mình ưng ý nhất từ trước đến giờ. Ủng hộ kênh mình nha để mình có nhiều video tiếp theo nữa ha. Wow, hôm nay bầu trời rất là đẹp. Chưa bao giờ thấy cái bầu trời nào mà mây nó đẹp như vậy, giống như là mưa bay ngược vậy đó. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan vòng vòng nhà của Donald Trump nha, tổng thống của Mỹ đang đương nhiệm. Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Đây, trên đường đi đến nhà Trump, nó đang sửa chữa, nó đang làm đường rộng ra hay sao á, mà thấy nó rất là bề bộn ở xung quanh nè, chắc xây cầu vượt á. Các bạn thấy hai bên đường không, cảnh sát đứng, cứ cách một khoảng đường là có hai chiếc cảnh sát đứng hai bên hả. Đây là cái khuôn viên nhà của ông Donald Trump á nha. Hôm nay gia đình mình rảnh rỗi đi tham quan, tại nghe nói ổng về đây nè, nên đi thử coi nó như thế nào. Cái bên trái đó, mấy cái cây phòm Florida là chuyên về mấy cái cây đó đó. Xí, các bạn có thấy lá cờ của Mỹ không? Đó nha. An ninh bảo vệ rất chặt chẽ, cảnh sát đứng dòng xung quanh quá trời. Mấy cái ga màu đỏ đỏ đó là nó chắn rồi, không cho xe chạy vô. Cái ngói màu đỏ là nhà của ổng đó nha. Một chút mình sẽ giới thiệu cái nhà ở xung quanh ở trong. Nguyên cái khu dọc này luôn đó, nguyên cái nhà này vẫn còn là nhà của ổng nha. Lái xe như vậy á, nhưng mà rất là xa, nguyên hai hàng cây hai bên. Mình chạy qua nhà ổng rồi, giờ mình quay trở ngược lại để hướng bên phải á, mình quay cho nó cận hơn cái nhà. Thôi để sơ lược về Donald Trump nha. Ông sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946. Ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú, doanh nhân và một nhà sản xuất chương trình truyền hình. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, tổng thống lớn tuổi nhất từ trước đến nay, và là người đầu tiên chưa từng làm qua các vị trí nào của chính phủ hết. Ông sinh ra và lớn lên ở Queens, một quận của thành phố New York. Ông trở thành chủ tịch công ty kinh doanh bất động sản của cha ông vào năm 1971 và sau đó đổi tên là Tổ chức Trump, công ty chuyên xây dựng và cải tạo các tòa nhà chọc trời, khách sạn, sòng bạc và sân golf. Ông đã 6 lần tuyên bố phá sản. Tính đến năm 2020, ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 2,1 tỷ USD. Ok, ông rất là giàu nha, ông là tỷ phú của nước Mỹ á. Bây giờ mình quay ngược lại bên hướng bên phải nè. Để quay cận ở nhà hơn. Thì bắt đầu từ đây là nhà của ông á nha. Chạy bên phải, bên dọc cái gì này hả? Cái dọc cái hàng rào á, nên không có thấy được ở trong là cái gì hết. Chạy xe vậy là biết rộng cỡ nào rồi ha. Ê, cảnh sát chìm đang đứng, thấy không, các bạn thấy không, xe đó là xe cảnh sát á. Vòng vòng ở đây là cảnh sát nó đứng nó núp á, mình đâu có biết được. Rồi sắp tới rồi đó, sắp tới đằng kia đó, sắp bầu cử đến nơi rồi nè. Không biết năm nay ông có được còn làm gì tiếp 4 năm nữa không. Xí, mình giờ mình quay bên phải cho nó gần hơn ha. Quay chậm lại cho mọi người cùng coi. Tại mình ở gần nhà, gần đây lắm, nhà mình mà chạy tới đây chắc 15 phút. Ở gần vậy chứ mà chưa bao giờ mình chạy ngang đây hết. Đây là lần đầu tiên mình thấy nhà của Donald Trump luôn á. Tại vì làm YouTube nên mình muốn quay video để chia sẻ với các bạn ở Việt Nam thấy cái khuôn viên ở xung quanh nhà ông Trump.
Không biết các bạn có biết ông tổng thống Mỹ này không ta, bây giờ cũng đang nổi tiếng lắm á, được nhiều người thích. Và đây là khuôn viên bên trong cái dinh thự của Donald Trump ở địa chỉ 1100 South Ocean Boulevard, Palm Beach, Florida, Hoa Kỳ. Với diện tích 10.000 mét vuông. Đây là cái dinh thự của ông, có 5 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của Donald Trump. Ngoài ra còn có 4 phòng ngủ dành cho khách nữa nha. Và 2 phòng ngủ của manager ở xung quanh. Và hồ bơi và những khu vui chơi giải trí. Phòng tập gym, thể dục thể thao. Phòng ăn. Phòng bếp. Phòng khách. Và cái khuôn viên ở trong nhà. Cái tường thành cao 8 phút. Ok các bạn, bây giờ mình đi ngang qua đã giới thiệu cho các bạn cái căn nhà của Donald Trump rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Nhớ đừng quên bấm đăng ký giúp mình để mình có thêm nhiều động lực để làm video tiếp theo nha. Mai mốt cái đường này mà nó xây lại á thì mình sẽ quay trở lại đây một lần nữa để quay lại cái khúc này nó sửa như thế nào nha. Rồi mình sẽ post lên cái video nữa ha. Các bạn nhớ đón xem cái video của mình tiếp. Ok, bây giờ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye, see you later, alligator.